Dạ. Bây giờ lò mở bự ra nó mới nằm vô chính giữa. Dạ. Mà không có ai dám động hết trơn. Dạ. Hồi giải phóng ra là hồi năm cấu rồi đó, ông cũng kính hạ mà không dám luôn. Dạ. Sợ linh thiêng dữ lắm. Dạ. Thì mé nhánh nó lên, cũng có thằng lên mé nhánh bị học máu. Ngay chỗ ngã ba đó có thường xảy ra những cái vụ việc gì mà hoặc là tai nạn giao thông hay như thế nào không, chú Hạnh? Tai nạn giao thông xe nhỏ ở đó nó không có, nhưng mà cái xe lớn nó chạy không nó không thấy đường sao nó sắn đuổi ngay vô cái cây đó luôn. Dạ. Lâu chưa chú Hai không? Lâu rồi, cũng lâu rồi. Dạ. 2-3 năm rồi, xe lớn nó chạy cũng ngủ ngục hay sao mà đuổi sắn vô nó luôn trơn. Ồ. Mến chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Nhật ký du lịch. Thì hiện tại sau khi rời khỏi ngôi chùa Tam Bửu, nhà mồ Ba Chúc, thì Nhật ký du lịch đang di chuyển trên cái đoạn đường mà cái hướng vị trí này là để về bên phía Tri Tôn, hướng về Tri Tôn Long Xuyên của chú anh chị. Còn sau lưng Nhật ký du lịch này đây này, ngay chỗ cái vòng xoay này là hướng để mà đi về bên Hà Tiên Kiên Giang. Đó thì Nhật ký du lịch thấy một cái gốc cây cổ thụ rất là lớn nằm ở ngay vị trí giữa đường. Mà theo như nhiều người dân chia sẻ đây thì cái gốc cây này nó có một cái sự huyền bí rất là linh thiêng, mà nhiều người không dám di dời cái cây đi vị trí khác. Thì cô chú anh chị các bạn chúng ta có thắc mắc là tại sao ngay vị trí giữa đường mà lại không thể nào mà di dời cái cây đi, tại vì nó chắn ngay giữa đường rất là hẹp. Nhưng mà ở đây nó có một câu chuyện rất là linh thiêng liên quan về cái gốc cây cổ thụ này, cũng có liên quan về cái thời gọi là thời cách đây hơn 30 năm về trước. Cuộc thảm sát Pol Pot tại đây. Thì thực hư câu chuyện này như thế nào, mời của chú anh chị các bạn chúng ta sẽ lân la ở những cái quán xung quanh đường để mà hỏi thử người dân là xem thử là họ có chia sẻ được cho chúng ta về cái gốc cây linh thiêng này hay không nha cô chú anh chị. Nói chung là nhìn cũng thấy ớn ớn cô chú anh chị, tại vì mình có kiêng có lành mà cô chú anh chị. Thì nhiều khi mà nằm giữa đường, nếu như bình thường là sẽ không có cây nằm giữa đường như vậy, tại vì chán cái lối đi, nhưng mà phải có một sự liên thiên gì đó cho nên không thể di dời cái gốc cây đi được. Đây, chúng ta sẽ dạo một vòng xuống dưới đây. Bên cạnh có một cái ngôi chùa của chú chị nằm ở phía bên này luôn, đó là chùa của người, chắc là chùa người Hoa sao cô chú anh chị, kêu rồi cũng không hiểu rõ nữa. Một cái gốc cây cổ thụ rất là lớn của chú anh chị. Thì nghe người dân nói đây là gốc cây dầu mà đã mấy trăm năm tuổi rồi. Thì cái hướng ở dưới kia là để mà đi về bên phía, lúc nãy nhà ký du lịch có nói là để đi thẳng một phía là về bên Mỹ Xuyên, về bên Tri Tôn luôn cô chú anh chị, về Tri Tôn. Thì nghe nhiều người người dân họ kể về cái gốc cây linh thiêng, cái gốc cây cổ thụ này, gọi là cây dầu mà có tuổi đời là hơn mấy trăm năm tuổi rồi, nhưng mà xảy ra rất là nhiều những cái câu chuyện mà huyền bí tại đây mà không thể nào mà chúng ta có thể lý giải được. Đó thì bên cạnh là có một ngôi chùa Hoa luôn. Đây thì vào bên trong chùa thì em thử có mở cửa ở trong không. Giờ Nhật ký du lịch sẽ đi tìm cái lời giải đáp về nguyên nhân cái cây nằm giữa đường nhưng mà không thể nào cách nào di dời đi được. Hiện tại thì này ngôi chùa hay ngôi miếu gì Nhật ký du lịch cũng không hiểu rõ của chú anh chị. Chúng ta sẽ kiếm một cái người dân nào đó ở đây để mà hỏi về cái câu chuyện. Ai không biết. Cô ơi. Dạ cô. Cô cho con hỏi cái gốc cây này, con nghe nhiều người nói có những cái câu chuyện linh thiêng ở đây á. Dạ. Cái dầu này chắc mấy trăm năm tuổi rồi hả cô? 300 gì đấy đó. Dạ. Chúng ta đi qua bên quán.
chị là người ở đây luôn á chị? À chị để hỏi chị chủ quán. Chị bán đây lâu chưa chị? Em mới về đây vậy. À dạ em thấy có cái cây này nghe người dân nói là cây dầu lắm chị. Dạ. Cây dầu nhưng mà chắc ở đây là cũng mấy trăm năm rồi hả chị hả? Nghe nói 300 năm. Dạ. Thì chị có biết gì những cái câu chuyện liên quan tới gốc cây dầu này không? Không, em nhỏ em không biết đâu. À dạ rồi em cảm ơn dạ. Chị. Dạ dạ. Có thể là nhiều người vẫn biết nhưng mà không dám chia sẻ cô chú anh chị, không dám chia sẻ cho chúng ta về cái gốc cây này. Giờ mình sẽ ký quán nước của quán ăn của một cô. Sẵn mình sẽ hỏi câu chuyện và có thể là nhờ cô chia sẻ giúp về cái gốc cây này luôn. Thì có thể là cô chú anh chị sẽ thắc mắc là tại sao về giữa đường như vậy là có một cái gốc cây lớn nhưng mà làm bằng mọi cách cũng không thể nào mà di dời đi được. Về cái sự về tâm linh của cô chú anh chị, về linh thiêng á, thì nói chung là mình có kiêng có lành thôi cô chú anh chị. Cái lịch cũng cảm giác nó có một cái gì đó bí ẩn, mà cho nên là cái gốc cây tồn tại mấy trăm năm ở ngay vị trí giữa đường như vậy mà không dời đi được thì nó cũng có một cái nguyên nhân, một cái bí ẩn, một cái sự huyền bí, một sự linh thiêng gì đó cô chú anh chị. Em nghe người dân kể là cái gốc cây này là trên mấy trăm năm rồi đúng không chị? Có biết đâu. Ôi giặt miên cái này, tôi là giặt miên còn có giặt miên này có đẻ 3 tháng là chị biết. À dạ. Giờ, ở đây có ai biết không chị không? Ở đây có ai biết? Có bà hai ở trong nhà. Ở đâu rồi chị? Trong này nè. Là vô chồng hỏi đi. Bà chịu kể không? Cô chịu kể không? Kể mà. Ở biết rành. Ở biết rành hả? Ờ. Từ múc nước này đem em vô cái để búng nó nữa, em vô em hỏi cái. Dạ. Từ múc nước. Ở chỗ nào đâu chị chỉ giùm em ấy. Cái cua đó đấy quẹo lên là gặp nhà bả à. Có cái cua đó ngay chỗ cái miếng bản đó đó. Đó đó cái miếng bản mũi tên đó. À cái miếng bản mũi tên đúng không? Là tới nhà bả luôn đó. Là quẹo qua là gặp luôn là à, cua đó là tên cua gì? Bà hai bánh xèo. Bà hai bánh xèo hả? À. Nhưng mà hỏi cô có ngại không? Cô có kể không? Không biết nữa thì vô giỡn thôi. Dạ 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 dạ. Em gửi xe đó cho chị. Dạ dạ. Đây bây giờ chúng ta sẽ vào trong để kiếm người kể cho chúng ta về cái câu chuyện liên quan đến gốc cây dầu trên 300 năm tuổi tại vị trí giữa đường này, thì không biết là có người kể cho chúng ta hay không. Dạ chú ơi, cho con hỏi nhà cô hai bánh xèo là nhà nào chú ơi? Dạ nhà đây. Dạ chú. Con đi ngang á, con thấy có cái gốc cây dầu phải không chú? Cây dầu ba mấy trăm năm tuổi hả chú hả? Dạ con hỏi mấy chị ở ngoài thì mấy chị không biết cái câu chuyện liên quan tới gốc cây, mấy chị chỉ nhà cô hai. Dạ con muốn hỏi chú những cái câu chuyện mà liên quan về cái gốc cây dầu hả chú? Hồi đó này cái lộ hồi đó nó nhỏ, nó nằm cặp mấy lộ. Dạ. Bây giờ lộ mở bự ra nó mới nằm vô chính giữa. Dạ. Mà không có ai dám động hết trơn. Dạ. Hồi giải phóng ra hồi năm cấu hồi đó ông cũng kính hạ mà không dám luôn. Dạ. Sợ linh thiêng dữ lắm. Dạ. Thì mé nhánh nó lên, cũng có thằng lên mé nhánh bị hộc máu. Ồ. Dạ. Thành ra giờ cây dầu nó chết rồi. Dạ. Giờ mấy cây ấy. Cái năm dầu bao chú thấy không? Dạ. Cái năm dầu như thế người ta đặt để nha. Cái cột dày bao xanh quanh cây dầu hết trơn. Như thế cây năm dầu. Cây dầu này nó dạ. Chết rồi. Cái năm dầu bao không đó. Dạ. Nhưng mà không ai dám đụng tới đúng không? Ừ. Phải đụng thì mới ống hạ chứ đâu để giữa lộ chi. Dạ. Giờ đó nó nằm cặp cái bờ lề. Bờ dạ. Lộ á, hồi trước á. Dạ. Sao mới mở lộ bự ra, mới mở qua bờ nó mới nằm ngay giữa đó. Dạ. Thì con cũng nghe người dân kể, mấy người ở ngoài họ kể lóng thoáng là cái gốc cây dầu đó cũng liên quan tới cái thời cách đây hơn 30 năm mà bên bốt xảy ra ở tại vị trí đó luôn á cô hai. Ừ. Dạ. Là ngày xưa là họ sát hại dân là ngay tại gốc cây dầu luôn hả? Không, chứ ở trên núi đủ chỗ trơn, chỗ dạ. Nào cũng có, trang minh chùa Tùm Bủ bên cũng có mà ở bên đó cũng có. Dạ. Cây dầu cũng có mà ở núi cũng có, tùm lum hết trơn. Rồi dạ. Đem ra ngoài ruộng ngoài cũng giết ngoài cũng dạ. Đi. Con cũng mới ghé bên chùa Tùm Bủ xong. Nó tùm lum hết trơn. Dạ. Mà hình như là cứ xe mà tới mà muốn làm cái gì đó là liên quan tới gốc cây dầu là không máy chết máy không hoạt động được phải không chú hả? Không dám. Dạ. Không ai dám bởi mới còn tới giờ đó.
nó chết là bị gì màng lộ đó, nó ém đá ém đồ không có hơi bốc lên được đó. Dạ. Thành ra mới chết. Chứ hồi trước nó sung tốt tốt lắm. Dạ thì con cũng nghĩ như vậy, tại vì con cũng tin vào cái vấn đề gọi là về tâm linh. Tại vì ngay giữa đường nếu như mà dư dời được là họ đã dư dời rồi. Dời rồi, rồi giải phóng mới ra là mấy ổng cũng dời đó. Dạ. Hạ đó mà không dám hạ đó. Dạ. Mới để luôn tới giờ mấy ông cụ hồi đó chổng ra. Thì ngay chỗ ngã ba đó có thường xảy ra những cái vụ việc gì mà hoặc là tai nạn giao thông hay như thế nào chú hai? Tai nạn giao thông xe nhỏ ở đó nó không có, nhưng mà cái xe lớn nó chạy không biết. Là nó không thấy đường sao nó sắn thổi ngay vô cái cây đó luôn. Dạ. Lâu chưa chú hai không? Lâu rồi, cũng lâu rồi. Dạ. 2-3 năm rồi, xe lớn nó chạy không biết ngủ gục hay sao mà lũi sắn vô đó luôn trên. Ồ. Dạ. Còn cái xe nhỏ nhỏ này kia thì ngang đó không có gì trơn. Dạ. Đó giờ nó êm lắm rồi. Dạ. Chú qua chợ nó mới đụng tai nạn bởi chứ ngay chú cái dầu này là không có gì. Dạ. Nói chung là cái chỗ đó là hiền ha chú hai ha. Ừ. Chỗ đó hiền, chỉ có vấn đề là không ai đụng tới cái cây dầu đó được thôi. Ừ. Dạ, không di dời đi được. Ừ. Dạ, thì chắc chắn là sẽ có một cái sự gọi là huyền bí linh thiêng, dạ linh thiêng đó. Thì con cũng nghĩ như vậy. Tại vì dạ, tại mình có kiên có lành mà chú hai. Ừ. Nhiều khi mình cứ vô tình có những cái hành động gì đó mình tới mình phá phách hay này kia chắc chắn là sẽ xảy ra một cái điều gì đó chú hai. Hồi đó có nhánh nó đưa vào bên biểu đó, thằng nó cũng chừng hai ngoài tuổi nó lên nó mé là bị hộc máu. Dạ. Kiểu là lên kiểu cái nhánh mà nhô ra rồi lên mấy chùa đó. Dạ, rồi lên để mà hạ xuống á, nhưng mà không được á chú hai. Mé cái đó đó. Dạ, té xuống hộc máu luôn. Ừ, bị hộc máu chết luôn. Dạ. Lúc nãy là con có ghé bên chùa Tam Bủ, nhà mùa Ba Chúc á, thì cũng nghe mấy cụ mấy cô lớn tuổi ngồi trong đó, cô kể là ngay cái gốc cây này á là ngày xưa bon bót nó sát hại dân ngay tại vị trí gốc cây luôn á chú hai. Nó không có ngay đó. Dạ. Xích bên kia chút. Dạ. Dịch xích khỏi chừng khoảng 200 mét, nằm đóng bên đó dưới bên đó chứ ngay chỗ đó không có. Dạ, ngay tại gốc cây là không có. Ừ. Dạ, là nằm xê lên trên lại. Lên trên lại chừng 200 mét vậy đó, dưới nằm đóng bên đó. Dạ. Cái hướng đó là để về bên Tri Tôn Mỹ Xuyên hả chú? Ừ, đó về Tri Tôn đó. Dạ. Còn về Hà Tiên là đi ngược lại. Hà Tiên thì xuống dưới này, xuống được mới đi vô chậm. Dạ. Rồi, con cảm ơn chú hai. Ủa chú hai ở nhà mình làm công việc gì chú hai? Tôi giờ đâu có mận gì, ở nhà có nhà vậy thôi chứ không có làm hết. Dạ. Chú hai chắc là ở đây từ nhỏ tới giờ luôn hả chú hai ha? Dạ, hồi cha, hồi đời ông nội tới giờ ở đây không, ông cố ông nội ở đây không. Dạ. Ủa rồi cô hai giờ còn bán bánh xèo không? Để con dâu mận rồi. À, bán ở đâu chú? Thì bán ngoài đó đó, cũng khọt, cũng xèo ngoài đó. Ngay chỗ trước đình luôn hả? Thì trước cửa miễu đó đó, chê cái máy ấy đó. Là ngồi phía trước luôn hả? Ờ, máy chê miếng ga đó. À, là con dâu của chú hai. Giờ để con dâu nó bán rồi, giờ già về hưu hết rồi. À, dạ. Một lần bà mận, giờ nghỉ. Để con biết đường con ghé ủng hộ. Ờ, con dâu nó bán, còn giờ bà nghỉ nữa rồi. À, dạ. Rồi, con cảm ơn chú hai nha. Dạ, tại vì con thấy gốc cây dầu ngay giữa đường như vậy mà không có di dời đi chỗ khác được, cho nên là con muốn hỏi về cái sự linh thiêng của cây dầu á. Dạ, là có, nói chung là có linh thiêng thôi chú hai ha. Dạ, rồi con cảm ơn chú hai nha. Bởi ta đâu dám di dời đâu. À. Mấy ổng hồi giải phóng ra là mấy ổng muốn làm rồi đó, mà ổng không dám đó. Dạ, đúng rồi. Tại vì nằm giữa đường thì sẽ chán cái đường xe đi, nhưng mà nếu mà đã di dời được là người ta đã di dời đi rồi. Dễ, chứ hồi đó cái lộ nhỏ thì nó nằm mé lộ. Dạ. Cặp mé bờ lề. Dạ. Mới mở thêm cái bển nó mới nằm bên giữa. Dạ rồi, con cảm ơn chú hai. Dạ. Dạ. Con ra đó là con dâu chú hai là bán ngay cái phía trước phải không? Ờ, nó bán bánh cột bánh xèo đó. Dạ dạ. Dạ, con cảm ơn chú hai. Sau một cái gọi là một cái tìm rất là nhiều người để mà kể chuyện thì có người biết lóng thoáng, có người không biết và có người biết mà không dám chia sẻ xe. Cho nên là Nhật Kiêu Lịch mới đi thẳng vào bên trong để hỏi chú, tại vì chú là người sống ở đây, cô chú là người sống ở đây lâu năm rồi thì chắc chắn là sẽ biết về cái nguyên nhân vì sao gốc cây dầu nằm ngay ngã ba đường. Thì cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video tới thời điểm hiện tại. Nhớ để lại cho Nhật Kiêu Lịch một comment về cảm nghĩ của cái video này liên quan tới gốc cây dầu, cây 300 năm tuổi nằm tại ngay vị trí dưới đường. Hẹn gặp cô chú anh chị các bạn ở những video tiếp theo.